Những người sở hữu mái tóc dài nhất Việt Nam là ai? Người đầu tiên là cụ Nguyễn Văn Hay, ngụ ở ấp Hòa An, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, là người có mái tóc dài 6,8 mét, búi tóc nặng gần 10 kg, được ghi vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam 2003. Thông tin trên báo Đất Việt cho biết, cụ Hay đã dành gần 50 năm để nuôi dưỡng mái tóc dài và nặng kỷ lục Việt Nam. Tóc của cụ quấn đanh thành lọn lớn, ngả màu vàng xám, đuôi tóc có hình thù kỳ lạ, bím tóc giống như một con chăn to. Chia sẻ trên Zing, con trai đích tôn của cụ cho biết, có người muốn mua mái tóc với giá 50 triệu đồng để trưng bày nhưng gia đình không đồng ý. Cụ Hay mất ở tuổi 75. Trước khi về cõi Vĩnh Hằng, cụ trăn trối để lại mái tóc dài nhất Việt Nam cho con cháu làm kỷ vật. Anh Trần Văn Út, 35 tuổi, ngụ tại ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang, là con trai út của cụ cho hay. Do tóc quá dài và nặng, nên lúc còn sống mỗi khi tắm, cụ thường phải nhờ vợ hoặc con trai vác bảo vật. Khi ngủ, ông đặt tóc nằm cuộn tròn bên cạnh người giống như là đang ngủ cùng một con chăn to bằng cái bắp chân. Ra khỏi nhà, ba tôi thường dùng khăn quấn lại một khối tóc to tướng trên đầu. Một điều rất lạ là đến khi mất tóc ông ấy vẫn đen, dù râu bạc trắng. Suốt 50 năm, cha tôi không cắt tóc, không gội đầu mà tóc vẫn mọc tốt, anh Út cho biết. Người thứ hai là cụ Nguyễn Văn Chiến, hay còn gọi là Tám Nhơn, 87 tuổi, trú tại ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, là người sở hữu mái tóc dài kỳ lạ. Mái tóc của cụ tựa như thân rồng quấn trên đầu. Theo quan sát, mái tóc cụ là vô số những sợi tóc vàng óng ánh, xen lẫn những sợi bạc bện chặt như dây thừng, kết dính lại với nhau như đổ keo, chẳng khác nào những vảy rồng nhỏ. Qua 70 năm không cắt, không gội, mái tóc này đã dài 3 mét, nặng ngót nghét 3 kg. Vào thời điểm tháng 7 năm 2014, cụ cho biết từ nhỏ cụ đã có sở thích để tóc dài, nhưng đến khi đi học, nghe thầy cô khuyên nên đã về nhà xin phép cha mẹ cắt tóc. Sự lạ là sau khi cắt tóc, thường xuyên bị ốm đau, đầu đau như búa bổ, cơ thể ốm yếu triền miên. Dù được gia đình chạy chữa thuốc thang nhưng bệnh tình không chút thuyên chuyển. Cụ Tám Nhơn cho biết, kể từ khi để tóc dài, căn bệnh đau đầu cảm cúm triền miên của cụ cũng tự dưng khỏi hẳn. Từ đó đến nay, cụ không bao giờ dám đụng dao kéo đến mái tóc của mình nữa vì lo sợ sẽ lại bị ốm. Người thứ ba là phụ nữ có mái tóc dài và thẳng nhất Việt Nam, đó là chị Hoàng Phương Lan, ngoài 40 tuổi, người Thái Bình. Ngày 27 tháng 10 năm 2012, chị Hoàng Phương Lan được kỷ lục Guinness Việt Nam trao xác lập là người phụ nữ có mái tóc dài và thẳng nhất Việt Nam. Vào thời điểm năm 2012, mái tóc của chị dài 2,25 m. Chị Lan cho biết luôn nâng niu mái tóc, chăm chút nó như con mình. Những lúc gội đầu, cô thường massage thật lâu, thật nhẹ nhàng, không cào mạnh làm tổn thương chân tóc. Có lẽ đó cũng là những bí quyết để làm nên vẻ đẹp của mái tóc dài và thẳng nhất Việt Nam. Chị Lan chia sẻ, vất vả lớn nhất của chị là khi sấy tóc bằng quạt máy. Chị không dùng máy sấy vì sức nóng của máy sấy sẽ làm sơ tóc. Mỗi lần sấy tóc bằng quạt, chị phải tốn đến vàng vài chục phút. Mỗi khi nằm ngủ, chị rẽ tóc sang hai bên để tóc không bị rối. Sáng dậy, ngốn mất hàng giờ để ngồi chải. Khi ngồi xe máy, phải nhẹ nhàng vén tóc qua một bên, kẹp nó vào tấm khăn rồi mới yên tâm lên xe. Nhưng khó khăn nhất là khi đội mũ bảo hiểm. Để khắc phục, chiếc mũ bảo hiểm của chị cũng phải thiết kế đặc biệt nhằm bảo vệ mái tóc và vẫn đảm bảo an toàn trong khi giao thông. Khi được hỏi về bí quyết giữ cho mái tóc lúc nào cũng đen, mượt và thẳng, chị chia sẻ, tôi không dùng dầu gội đầu mua ở ngoài, mà tôi thường gội bằng các loại lá cây như sả, khế, bưởi. Đó là những hương liệu của tự nhiên, tìm đâu cũng có. Nó làm cho bất cứ mái tóc nào cũng khỏe, đen, chứ không riêng gì mái tóc của tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.